Thơ Quang xin chia sẻ một bài viết qua một lần nữa. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, và cái bài viết này nói về bóc trần âm mưu muốn dân sự hóa quân đội của những cái thế lực thù địch đó mọi người. Thơ Quang xin phép đọc cho mọi người cùng nghe. Bóc trần âm mưu dân sự hóa quân đội. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Trung ương nên chủ trương dân sự hóa hoạt động quân sự để hạn chế hao tốn nguồn lực đầu tư cho quốc phòng, lại huy động được sức dân trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Thực chất, đằng sau những lập luận ấy là chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, hòng phá vỡ tính tổ chức, tính kỷ luật, hạ bệ vai trò của quân đội, làm cho quân đội nhân dân Việt Nam xa rời mục tiêu, lý tưởng nhằm hiện thực âm mưu phi chính trị hóa quân đội. Mưu đồ phía sau, những lời có cánh. Trên một số trang mạng nước ngoài gần đây, đăng tải nhiều bài viết tập trung phân tích về chủ trương, cách thức vận hành trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Các bài viết này ngợi khen việc nhất quán mỗi người dân là một chiến sĩ, thể hiện cách làm sáng tạo, hiệu quả. Họ thuyết giảng, vì dịch bệnh cũng là một loại giặc, nên đáng ra quân đội phải là lực lượng duy nhất có trách nhiệm đương đầu, ứng phó. Thế nhưng, Việt Nam đã biết cách biến mỗi người dân thành một chiến sĩ trên công cuộc chống giặc, chống dịch, trở nên hiệu quả. Trên luận điệu đó, họ cố tình suy diễn quân đội không thể hiện được vai trò, vị trí của mình, nên cần phải dân sự hóa hoạt động quân sự, trao sứ mệnh bảo vệ tổ quốc cho quần chúng. Có nghĩa, phải tinh giản biên chế trong quân đội một cách mạnh mẽ, chỉ để lại một vài cơ quan chỉ đạo chiến lược. Cũng nên giảm ngân sách đầu tư cho quốc phòng và không nên nuôi một số lượng quân thường trực đông nhưng không mạnh, vân vân. Vì nếu có biến cố gì đi nữa thì nhân dân ứng phó là đủ. Với các lập luận lập là nêu trên khiến không ít người thoạt nghe đã sinh ra a dua, cổ suý, tán dương. Một số người dân đón nhận thông tin một chiều tỏ ra nghi hoặc về sức mạnh quân đội, rồi bày tỏ sự ủng hộ dân sự hóa. Một số lĩnh vực hoạt động quân sự dành ưu tiên nguồn lực kinh tế cho phát triển kinh tế. Từ những phân tích trên, các bài viết còn viện dẫn về chuyện một số quốc gia trên thế giới không cần xây dựng lực lượng quân đội, chỉ thiết lập đội tự vệ quốc gia với quân số ít, thậm chí có quốc gia không bận tâm đến việc bảo vệ tổ quốc. Vì trong xu thế hội nhập, các nước sẽ biết cách tôn trọng độc lập, tự do, chủ quyền của mỗi quốc gia. Thực chất, đây là những thủ đoạn nhằm hạ thấp ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, hạ bệ vai trò của quân đội nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, thúc đẩy xu hướng nhận thức tiêu cực, tạo áp lực tâm lý để xới lên đề xuất giải tán quân đội, cắt giảm nguồn lực đầu tư cho quân đội và quốc phòng. Đây là thủ đoạn nhằm phá vỡ lõi hạt nhân trong kết cấu thế trận chiến tranh nhân dân, làm tan hỏng, mục rũa nền quốc phòng toàn dân từ bên trong. Ở một diễn biến khác, những kẻ thủ ác lại rêu rao: Việt Nam đang quân sự hóa hoạt động dân sự. Họ cho rằng chống dịch là một dạng hoạt động dân sự, nhưng quân đội lại ồ ạt đưa lực lượng vũ khí, trang bị vào trấn áp dịch. Đó là biểu hiện quân sự hóa hoạt động dân sự. Một mặt, họ quy kết quân đội không đủ mạnh, không thể làm tròn nghĩa vụ với nhân dân, nên cố tình kéo quần chúng vào một cuộc chiến vô thưởng vô phạt, cổ vũ người dân lên tuyến đầu để bao biện cho sự hèn nhát, sợ dịch bệnh của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Mặt khác, họ tung hô đảng, nhà nước và quân đội đang tô hồng vai trò của chính mình, làm màu để mị dân. Thực chất, đây là thủ đoạn đánh tráo sự thật, xóa nhòa bản chất hoạt động bảo vệ, phục vụ nhân dân,
phủ định vai trò đóng góp to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 suốt gần 2 năm qua. Trên thực tế, quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu, bảo vệ nhân dân bằng tất cả tình yêu thương. Thậm chí nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến với loại giặc vô hình để phụng sự tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Vậy nên, những lời có cánh nêu trên thoạt qua có thể nhầm tưởng là hợp lý, vô hại. Nhưng, xét về thực chất, lại chính là khuynh hướng thủ đoạn khá mới, cố tình làm sai lệch nhận thức của quần chúng, mang lại nhiều hệ lụy và hậu quả to lớn, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội, tác động trực tiếp đến kết quả xây dựng quân đội, chi phối nghiêm trọng công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, nguồn lực bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Quân đội hùng mạnh, đất nước mới hùng cường. Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt bảo vệ tổ quốc trong thế trận chiến tranh nhân dân. Nghệ thuật quân sự Việt Nam ngay từ xa xưa đã thực hiện phép dụng binh, ngụ binh ư nông, quân gửi trong dân, có nghĩa là quân gửi trong dân. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, quân đội là lực lượng không thể thay thế, không thể phủ nhận là công cụ sắc bén, hữu hiệu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, tính chất yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong điều kiện mới ngày càng cao, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, mau lẹ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Các vấn đề xung đột, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, biên giới diễn ra phức tạp. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá cách mạng Việt Nam, kích hoạt sự chuyển màu về chế độ, cố tình hạ bệ vai trò của đảng và quân đội nhân dân Việt Nam. Trước tình hình đó, nếu Việt Nam không có một đội quân thực sự, cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thì liệu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc có bảo đảm trong mọi tình huống, nhằm tạo môi trường hòa bình, ổn định, làm nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước? Thực tế cho thấy, kể từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà, thì vẫn chưa có bất kỳ phút giây những người lính Cụ Hồ được ngơi nghỉ trong cuộc chiến giữ hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong mọi giai đoạn lịch sử, thời kỳ phát triển, quân đội luôn là lực lượng đi đầu và khẳng định những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, nhất là trong suốt hành trình 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Vậy nên, với chức năng, nhiệm vụ được giao, quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt bảo vệ tổ quốc, rất cần những đầu tư tương xứng để có đủ tiềm lực, thực lực và sức mạnh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, nhân dân giao phó. Ở đây, cần hiểu đúng và đủ về chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân và đặt nhiệm vụ xây dựng quân đội trong mối quan hệ tổng thể xây dựng ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Trong đó, với tầm nhìn chiến lược, các lực lượng phải từng bước được đầu tư để hiện đại hóa, chính quy hóa, nhưng trên hết và trước hết phải ưu tiên xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong mối quan hệ với các bộ phận lực lượng khác của lực lượng võ trang. Bởi thế, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương luôn nhất quán quyết tâm xây dựng quân đội cách mạng, nhưng đồng thời phải tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nghị quyết Trung ương các khóa 11, 12, 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 9, 10, 11 đều xác định phải đẩy nhanh tiến độ, chất lượng từng bước tiến lên hiện đại, ưu tiên xây dựng một số lực lượng trong quân đội tiến thẳng lên hiện đại. Đại hội 13 của Đảng nêu rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ,
hiện đại. Đó là mục tiêu khách quan, đòi hỏi tất yếu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Do đó, việc tập trung quan tâm, đầu tư nguồn lực cho xây dựng quân đội là nhiệm vụ chính trị của toàn đảng, toàn dân và sự nghiệp cách mạng. Hiện thực về sự cống hiến lớn lao, không có chuyện cán bộ, chiến sĩ quân đội đang vô công rồi nghề, đông mà không mạnh như những kẻ hiềm khích, chống đối, chống phá, cố tình tô vẽ thêu dệt. Mỗi công dân Việt Nam cần có trách nhiệm nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những chiêu trò thâm độc ấy. Hãy ngước nhìn lên bầu trời xanh của Tổ quốc. Chắc chắn rồi, sự bình yên ấy không tự nhiên mà có được, mà là kết quả của sự phòng vệ quốc gia từ xa, từ sớm. Ở nhiều nơi trên đất nước này, vẫn còn có sự hiện diện của tổ chức, đơn vị quân đội luôn dõi mắt canh trời, trực sẵn sàng chiến đấu 24 trên 24 giờ, với các loại vũ khí có khả năng đánh chặn mọi nguy cơ và các mối đe dọa trong mọi tình huống. Sóng radar giăng từng tấc không khí để kịp thời phát hiện bất cứ mục tiêu nào, dù là nhỏ nhất, xâm phạm chủ quyền bầu trời quốc gia. Và như vậy, chắc chắn sẽ có hàng nghìn ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ dõi lên bầu trời canh giữ bình yên, hay miệt mài thao tác vũ khí, trang bị để bảo vệ, vận hành sự bình yên đó. Hãy hình dung về 3/4 diện tích đất nước thân yêu, biển, đảo của chúng ta, dẫu còn nhiều giông bão, nhưng chủ quyền thiêng liêng luôn được giữ vững kể từ sau ngày đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ vẫn trung kiên ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa, trên những con tàu, nhà giàn, giữa mênh mông biển lớn. Tất cả những người lính Cụ Hồ đều đối diện với các thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần, nhưng luôn không hề nao núng, thoái thoát nhiệm vụ. Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, để thêm trân trọng những đóng góp của những chiến sĩ hải quân một lòng trung hiếu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền tổ quốc. Hãy nhìn vào thực tế về một đất nước bước ra khỏi cuộc chiến tranh khốc liệt, sau mấy chục năm hòa bình lập lại, vẫn còn đó không ít bom, mìn, vũ khí tồn động, có thể cướp đi sự sống của người dân. Và hãy khắc ghi sự đóng góp của lực lượng công binh can trường đối mặt với tử thần, tái tạo sự bình an, mang đến môi trường sống an toàn cho hôm nay, mai sau. Hãy nhìn vào nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần của các nạn nhân chất độc da cam, để thấy sự nguy hại đáng sợ của vũ khí hóa học mà kẻ đi xâm lược nhẫn tâm gieo rắc lên lãnh thổ Việt Nam, để thấm ngầm đầy đủ hơn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ hóa học đang ngày đêm đối diện với kẻ thù vô hình, xua đi hiểm họa, lấy lại những điều kiện sống cần thiết, tốt đẹp cho nhân dân. Lại phải nói rõ hơn về trí tuệ của người lính Cụ Hồ, đóng góp vào cấu hình môi trường sống hiện hữu. Khi chúng ta cảm nhận về một con đường, một cây cầu, một công trình dân sinh, chỉ nhận thấy tác dụng bảo đảm giao thông, phục vụ dân sinh, kết nối giữa các vùng miền để thông thương hàng hóa. Thế nhưng, sự thật không chỉ có thế. Khi biến cố xảy ra, khi khởi mào chiến sự, kẻ thù gây hấn, thì lập tức những công trình ấy chuyển hóa phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các nhà máy, xí nghiệp đều có tính lưỡng dụng đến mức tối ưu. Các làng xã văn hóa đều bảo đảm các yếu tố, thành tố, cấu thành nên khu vực phòng thủ. Những giá trị mang lại ấy là thành quả của trí tuệ Việt Nam, là sản phẩm của nền quốc phòng toàn dân, mà người lính Cụ Hồ là chủ thể tiến hành công tác tham mưu, kiến tạo. Đó là thành quả vô cùng to lớn, kết nên từ lịch sử chiến tranh và quá trình xây dựng, bảo vệ tổ quốc mà quân đội nhân dân Việt Nam giữ vai trò nòng cốt. Trong đó, việc kiến tạo nên lực lượng ba thứ quân bồi đắp cho mỗi người dân lý tưởng, bản lĩnh, kiến thức quân sự cơ bản để có thể trở thành người chiến sĩ quả cảm bảo vệ chủ quyền đất nước, thì quả là phép màu thần kỳ, được kết nên từ một khối lượng công việc đồ sộ mà ngay trong thời bình, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ quân đội đã và đang dày công vun đắp. Và đó là bài viết của hai tác giả là Tuấn
Tấn Tuân và Hoàng Thủy nha mọi người. Thì Quang xin chia sẻ thêm với mọi người. Thì riêng cái bài viết này thì Quang xin bổ sung thêm thế này. Mọi người cũng biết rồi, cái câu chuyện giữa họ muốn gạt bỏ cái vai trò của quân đội đó, thì chúng ta đã thấy cái Liên bang Xô Viết năm nào, đúng không ạ, cũng chính là những cái đường hướng đó họ đánh vào và đã làm tan rã cái chính quyền Liên bang Xô Viết hùng mạnh, đúng không? Và đây cái mưu đồ này họ lại muốn áp dụng và họ cổ suý cho người dân đi theo ở nước Việt Nam. Cái đó là cái điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai, thưa quan chỉ nhắc mọi người thế này thôi, chúng ta lưu ý xem, đúng không? Các quốc gia mà hùng cường trên thế giới, ví dụ như Mỹ, Trung Quốc hay Anh hay Pháp gì đó, có năm nào mà họ cắt bớt cái ngân sách cho quốc phòng không? Dành chớt cho quốc phòng không? Hầu như năm nào họ cũng tăng và các khóa đều tăng và cũng không nằm ngoài mục đích gì, họ cũng củng cố cho quân đội nước họ hùng mạnh nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, đúng không mọi người? Vậy tại sao những thành phần kia lại cổ suý muốn bác bỏ vai trò lãnh đạo của quân đội ở trong nước Việt Nam chúng ta? Thì rõ ràng qua cái điều đó đã vạch rõ cái âm mưu xấu xa của những thế lực thù địch, họ đang muốn điều gì đó. Thì đó là một bài viết thơ quan xin chia sẻ với mọi người, và thơ quan chỉ đưa ra hai cái ý riêng của thơ quan thôi. Còn mọi vấn đề chi tiết thì trong bài viết đã nêu rõ, đúng không mọi người? Thì mong rằng khi mọi người nghe qua thì mọi người sẽ thấy thêm những cái điểm khác nữa, và đi đến kết luận rằng những cái luận điệu đó là hoàn toàn sai trái, không phù hợp với lòng dân. Vậy ha mọi người ha. Rồi. Thưa quan xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon và nhớ tuân thủ 5K nha mọi người. Bộ Y tế thì cũng khuyến cáo mọi người rồi đó, chúng ta nên tăng cường, nếu có điều kiện thì nên sử dụng khẩu trang N95 hoặc là hai ba lớp khẩu trang gì đó càng tốt. Bởi vì với cái biến chủng mới thì chưa 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 thấy ở Việt Nam, nhưng mà cũng khó, chắc cũng khó tránh khỏi lắm. Thì chúng ta cứ tự phòng thủ cho chúng ta là hay hơn, tự mình bảo vệ mình trước, đúng không mọi người? Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người vào cái live lần sau ạ. Bye bye.